Hello hello, chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel. Và mình là Thương, đây là Opla. Mình sắp qua tháng thứ 8 của thai kỳ rồi. Và video này nằm trong chuỗi những cái video của blog Yogi Mom, là nơi mà mình chia sẻ các cái bài tập yoga và thiền cùng với những cái kinh nghiệm mà mình có được trong suốt cái quá trình mang thai. Thì video này mình sẽ chia sẻ với các mẹ bầu 10 cái kinh nghiệm, 10 cái bí quyết giúp mình ngủ ngon hơn trong suốt thai kỳ nha. Nào, mình cùng bắt đầu thêm thôi nha. Đầu tiên, bạn hãy nhờ chồng massage cho mình. Điều này không chỉ tạo được sự gắn kết giữa hai vợ chồng mà còn đem lại cho anh ấy cảm giác san sẻ được những cái khó khăn, mệt mỏi mà trong quá trình mang thai bạn phải chịu đựng. Đồng thời cũng giúp cho bạn đỡ bị chuột rút hoặc đau mỏi lưng về đêm và giúp bạn vào giấc ngủ được sâu hơn. Mình có up một cái video về tập yoga và massage cho mẹ bầu ở phía trước á. Các bạn thử xem và rủ chồng mình tập cùng rồi massage thử cho mình thử coi nha. Thứ hai là hãy sử dụng gối để vào tư thế nằm dễ chịu hơn. Mình thường nằm nghiêng về bên trái. Mình dùng một gối kê vào đầu và một gối nữa thì mình đặt vào giữa hai chân. Sau đó mình kéo cái vùng bụng của mình lên một chút xíu và gác nhẹ cái vùng bụng lên gối. Một tay mình buông lỏng ra, một tay mình chạm nhẹ lên vùng bụng. Và cái cách nằm này không chỉ đem lại sự thoải mái mà còn giúp cho em bé của mình lấy được nhiều oxy hơn. Thứ ba là mình sử dụng tinh dầu. Tinh dầu mà mình thường dùng là tinh dầu hoa oải hương, có tác dụng giúp cho mình vào giấc ngủ sâu. Bạn có thể dùng trực tiếp bằng cách là xoa lên tay rồi hít thở một vài hơi thật sâu. Hoặc là bạn dùng máy xông tinh dầu để xông phòng trước khi mà bạn đi ngủ. Mùi hương vừa đem lại cảm giác thư giãn, vừa kích thích sự thư thái và giúp cho mình chìm được vào giấc ngủ dễ hơn đó bạn. Thứ tư là hãy nói chuyện và thủ thị với em bé. Dù bận thế nào thì mình và chồng đều dành 30 phút buổi tối để nói chuyện với Opla. Tụi mình sẽ thay phiên nhau đọc thơ, đọc truyện, hát hoặc là nói chuyện phiền với Opla. Tới tháng thứ 5 của thai kỳ thì em bé đã bắt đầu nghe được rồi và còn có thể phân biệt được giọng của bố và của mẹ luôn. Nếu bạn biết cách nói chuyện và giữ thói quen giao tiếp với bé, bé thậm chí là còn có thể phân biệt được ngày và đêm. Như vậy và ban đêm bé sẽ ngủ sâu và đỡ thức dậy để đạp hay để gò lên cái vùng bụng làm cho bạn khó chịu trong cái giấc ngủ buổi tối đó. Thứ năm là tập một bài thiền ngắn. Thiền giúp tâm trí bạn bình yên và giúp bạn có được sự kết nối sâu sắc với em bé của mình. Thiền còn giúp bạn gạt bỏ được những cái mệt mỏi, stress của một ngày dài để bạn có thể vào được một cái trạng thái bình yên, nhẹ nhõm và thư thái trong một giấc ngủ sâu. Thứ sáu là hãy tập yoga ngay trên giường trước khi đi ngủ. Đối với mình, dù chỉ là những động tác kéo giãn cơ đơn giản hay là giãn lại lưng, lại vai, lại đùi thôi, nhưng cũng sẽ giúp khí huyết lưu thông dễ dàng hơn, tránh cho mình vì bị chuột rút vào nửa đêm. Tập những cái động tác ở trên giường vào buổi tối còn đem lại được sự liên kết với hơi thở và cơ thể của mình, giúp cho bạn nhanh cái giấc ngủ mình tới nhanh hơn đó. Thứ bảy là hãy uống một cốc sữa ấm vào buổi tối. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng uống sữa trước khi đi ngủ có thể cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là với những người khó ngủ do căng thẳng. Một ly sữa ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp thư giãn và ngủ đủ giấc hơn. Đặc biệt là buổi tối mình thường uống sữa tươi không đường, vừa bổ sung được canxi và dưỡng chất cho em bé phát triển, vừa giúp cho mẹ thư thái dễ ngủ hơn. Thứ 8 là tắm nước nóng thư giãn. Tắm nước nóng có thể tăng cường lưu lượng máu, giúp thả lỏng các khớp cứng và cơ bắp mệt mỏi. Nhiều chuyên gia về sức khỏe đều đưa ra lời khuyên là nên tắm nước nóng trước khi đi ngủ từ 1 tới 2 giờ để cơ thể có được cái sự thư giãn, thả lỏng hơn.
và nhờ vậy mà mình có thể chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Thứ 9 là hãy mặc đồ ngủ rộng rãi, thoải mái. Đối với mình, khi mang thai, mình hay dành mấy cái áo thun mà cũ của chồng mình để mặc, tại vì nó vừa rộng vừa mát, mà mềm mà lại dễ chịu nữa. Đặc biệt là từ cái tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3, khi mà cái vùng bụng mình nó bự lên, xoay bên phải bên trái hay là đứng lên ngồi xuống đều khó chịu, thì mặc mấy cái áo thun này nó rất là dễ chịu luôn, nằm cũng thoải mái nữa mọi người. Và cuối cùng là hãy nghe nhạc. Lựa chọn một cái bản nhạc du dương thoải mái nào đó mà bạn yêu thích, rồi cứ để nó chạy dưới cái background thôi. Và mình có khi là mình ngủ quên luôn và quên tắt máy luôn, hẹn giờ cho máy nó tự tắt luôn cũng được. Và đó là 10 cái kinh nghiệm của mình để có một giấc ngủ sâu và dễ chịu hơn trong thai kỳ. Bạn hãy xem thêm các bài viết trên blog Yogi Mom và tham khảo các cái khóa học yoga thiền của mình trên trang blog Yogi Mom nha. Các cái khóa học này được thiết kế đặc biệt dành riêng cho mẹ bầu, để cho các mẹ có một cái thai kỳ khỏe mạnh, tươi sáng và hạnh phúc hơn. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong video clip lần sau nha.